Tại hội thảo, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã nêu ra các vấn đề mà du lịch Hòa Bình hiện đang gặp phải, đồng thời thảo luận các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển các dịch vụ du lịch tại Kim Bôi, Hòa Bình, bởi địa danh này từ lâu được biết đến là địa danh có nguồn nước khoáng nóng dồi dào, tài nguyên thiên nhiên phong phú, phù hợp để phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Nơi đây còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa của dân tộc Mường, phù hợp với loại hình du lịch truyền thống. Tại Kim Bôi hiện tại đã có một số khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng hoạt động quảng bá và truyền thông chưa đủ mạnh mẽ và chưa có sự cạnh tranh để thúc đẩy du lịch. Với mong muốn kết nối các điểm du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch mới từ các tiềm năng có sẵn, lãnh đạo huyện Kim Bôi cho biết, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình nói chung và huyện Kim Bôi nói riêng sẽ kết hợp với các doanh nghiệp du lịch trong nước, xây dựng các tour tuyến, đa dạng hóa các hình thức du lịch từ leo núi cho đến nghỉ dưỡng cao cấp, phát huy nguồn tài nguyên du lịch gắn với hoạt động tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.